Trên lãnh thổ Việt Nam có hơn 900.000 người Dao sinh sống, trải rộng ở đa số các bản làng miền núi phía Bắc. Người Dao chia ra nhiều nhóm khác nhau như Dao đỏ, Dao quần chẹt, Dao thanh y, Dao áo dài, Dao đầu bằng, Dao khâu, Dao lủ gang, vân vân. Với những nét riêng về phong tục tập quán mà biểu hiện rõ nhất là thông qua bộ trang phục. Trải qua lịch sử thiên di hàng ngàn năm, những bộ trang phục truyền thống sử dụng thường ngày hay lễ phục vẫn được bà con tỉ mỉ làm thủ công, đã thể hiện được nét tinh hoa độc đáo và nghệ thuật của người Dao. Trang phục của phụ nữ Dao chính là những tác phẩm nghệ thuật rực rỡ, tinh tế, truyền tải quan niệm về vũ trụ, về nhân sinh của cộng đồng thông qua các hoa văn, họa tiết thêu in trên đó. Mỗi nhóm Dao đều có trang phục riêng được thêu dệt rất cầu kỳ. Nhắc đến trang phục của người Dao, có lẽ không thể không nhắc đến trang phục Dao đỏ. Người Dao đỏ chủ yếu sử dụng hai gam màu đen và đỏ, cùng với nhiều chi tiết thể hiện sự khéo léo và tài năng thêu thùa. Vẻ đẹp rực rỡ, nổi bật trên trang phục phụ nữ dân tộc Dao đỏ luôn gây ấn tượng, thu hút sự chú ý của mọi người. Trang phục người Dao đỏ ở mỗi địa phương cơ bản đều giống nhau, tuy nhiên cũng có những điểm khác biệt tạo nên sự phong phú, đa dạng trong sắc màu văn hóa Dao. Theo quan niệm của người Dao đỏ, màu đỏ mang lại hạnh phúc, may mắn, đầy đủ và tạo ra năng lượng tích cực cho con người. Chính vì vậy, đỏ là gam màu chủ đạo được bà con sử dụng làm trang phục. Bằng đôi bàn tay khéo léo, những người phụ nữ đã thêu những nét hoa văn, chắp ghép những trang sức bằng bạc. Những họa tiết được thêu thường rất phong phú, đa dạng như hoa lá, cỏ cây, rừng núi. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm nghề thổ cẩm, ngay từ nhỏ, chị Lý Mùi Cói đã quen với hình ảnh những bà, những mẹ và các chị em gái trong thôn miệt mài với những tấm vải thổ cẩm bên khung cửa, bên bếp lửa, có khi là bên nương rẫy vào những lúc nghỉ tay. Giờ đây, khi đã là một người phụ nữ có gia đình, lại bận rộn với công tác phụ nữ ở xã, chị Cói lại càng nhận thức về tầm quan trọng của việc gìn giữ nghề truyền thống. Tôi thì làm được từ thời nhỏ rồi ạ, cũng được học từ lớp già, nên là cái việc này cũng không phải học vất vả. Đa số là chỉ có từ người này truyền sang người khác. Chỉ là những người mà tâm huyết thì là những người đấy học rất là nhanh luôn ạ. Những bộ quần áo thì như tôi đang mặc ở đây thì là làm cả bộ thì hết khoảng một tháng. Mà trong khi đó bắt đầu thì từ cắt vải, rồi may xong là thêu xong về sau là hoàn thiện đính chính lại các hạt cườm. Con gái của chị Cói năm nay mới hơn 10 tuổi đã biết phụ mẹ những việc đơn giản. Cuộc đời của cô bé sau này chắc chắn sẽ khác bà khác mẹ của mình, nhưng ý thức về giá trị văn hóa dân tộc vẫn là sợi chỉ tiếp nối âm thầm. Bà dạy mẹ, bây giờ mẹ lại dạy cho con. Bên dưới những nếp nhà có người Dao sinh sống, hầu như gia đình nào cũng giữ gìn bản sắc như vậy. Ừ,
bản thân tôi hiện tại thì tôi dạy cho con tôi vì lý do là mẹ là dân tộc Dao rồi, mẹ cũng muốn truyền cho con mình biết về dân tộc và giữ gìn cái bản sắc văn hóa của dân tộc Dao không bị mai một đi, và để cho con cái sau này có cái nguồn thu từ về thổ cẩm, từ thổ cẩm. Bên cạnh đó thì cũng giữ gìn được cái bản sắc truyền thống của dân tộc ạ. Không rực rỡ như người Dao đỏ, trang phục Dao tiền lại nền nã trong sắc chàm và bạc trắng của váy áo mang trên người. Sự kết hợp hai màu cơ bản này cùng với các hình trang trí đa dạng tạo nên một bộ trang phục độc đáo và khác biệt. Với người Dao tiền ở xóm nhỏ Hoài Cao, tỉnh Cao Bằng, thì trang phục của người phụ nữ là một trong những loại hình vẫn giữ được nguyên bản, ít thay đổi theo thời gian, tinh tế và ẩn chứa nhiều giá trị văn hóa cổ truyền. Trang phục của người Dao tiền được làm rất tỉ mỉ và cầu kỳ do phải thêu tay rất nhiều hoa văn. Mỗi họa tiết đều chứa đựng câu chuyện về cuộc sống mang ý nghĩa sâu xa. Chính điều đó đã khiến những hoa văn này trở thành biểu tượng văn hóa, chứ không còn là một hình thức trang trí đơn thuần. Những họa tiết của đồng bào trên áo với váy là cũng có ý nghĩa. Với ví dụ mình thêu hình con chim này, hình dị, những cái rích rác này. Mình ở đây là vùng thung lũng, vùng mình sống vào tự nhiên, cây cảnh quan tự nhiên mà. Thì mình thêu những cây đấy để tô thêm cái đồ trang phục của mình đẹp hơn. Trước hết là hành cây thông, nó thể hiện là người Dao vốn cư trú tuổi ban đầu ở trong Hoàng Hà, vùng Bắc Trung Quốc, vùng xứ lạnh. Thứ hai là các cái hoa văn hình chim, hình răng chó, chân chó. Đấy là những cái totem vật tổ ban đầu mà gắn với đời sống tâm linh của người Dao trong quá trình sinh tồn. Các cái ký ức hoa văn này còn thể hiện rất rõ, ví dụ như là trong váy áo người Dao tiền tại sao có hoa văn hình sóng nước. Thực ra là những chứng tích văn hóa cổ xưa được họ lưu giữ lại và dần dần nó trở thành thói quen thực hành. Lật lại những trang sử của người Dao, quá trình di cư của nhóm Dao tiền diễn ra từ rất sớm, nên họ dễ dàng chiếm lĩnh được một vùng rộng lớn, thường là núi thấp hoặc thung lũng. Đó là những địa bàn sinh sống tương đối bằng phẳng, dễ di chuyển. Bởi vậy, họ là nhóm người Dao duy nhất còn mặc váy cho đến bây giờ. Để tạo nét riêng, phụ nữ Dao tiền đã sử dụng kỹ thuật in sáp ong và nhuộm chàm, tạo các hoa văn trên chiếc váy của mình. Váy là mình không thêu, mình in bằng sáp ong. Chỉ có ong khoái mới làm được, in được váy thôi. Vải, mình mua vải ở chợ ấy, mình mới cắt ra từng mảnh, xong là mình mài mình mới đun sáp ong nóng lên, mình mới chấm lên váy. Chấm khi nào được thành cái váy rồi mình mới làm chàm về, mình mới nhuộm cho xuống nước sôi nhúng xuống lên nó lại trắng thành cái váy này, nhưng mà chưa thành váy đâu, lúc đấy mình mới mang về, mình mới khâu thành cái váy để mặc. Mùa in sáp ong trên váy áo của người Dao tiền thường diễn ra vào khoảng thời gian nông nhàn đầu thu. Khi những đàn ong khoái đã rời tổ, cả làng chọn ngày đẹp mời thầy tới hang ong để làm lễ cúng thần rừng, thần ong, xin phép được thu hoạch tổ để nấu sáp phục vụ nghề in hoa văn truyền thống. Trong làng này có một hang ong là ong khoái. Hàng năm bà con ở đây thường bảo vệ những tổ ong đấy để thu hoạch sáp về phụ nữ người Dao để in sáp ong, in váy. Cứ tháng 7 là ong di rời đi là mình lấy, mình thu hoạch sáp ong. Mùa xuân lại ong lại về làm tổ. Dân tộc ở Dao tiền chúng tôi ở đây là giữ cái tổ ong khoái đấy, chúng tôi phải cầu mỗi nhà một con gà, ba thẻ hương với một tẹp giấy bản, thì chúng tôi góp nhau vào gì để mà mời ông thầy đi cầu. Trước hết là cái niềm tin của họ về tâm linh, và thứ hai là sự trân quý của họ đối với những cái sản vật cao quý của rừng để phục vụ cho đời sống của chính họ. Người dân chỉ lấy sáp ong
khi đàn ong đã rời đi, chứ không bao giờ tranh mật với những đàn ong khoái. Có những tổ ong khoái có tuổi đời 150 năm được người dân gìn giữ ở Hoài Khao. Những tấm vải in hoa văn sáp ong được phụ nữ giao tiền sử dụng để khâu váy. Chiếc váy màu chàm với các họa tiết hoa văn tinh xảo đã tôn lên vẻ đẹp duyên dáng, giản dị của phụ nữ giao tiền. Ngoài kỹ thuật in hoa văn bằng sáp ong thì kỹ thuật thêu thổ cẩm ở đây cũng rất nổi tiếng. Nguyên liệu chính để làm ra sản phẩm thêu thổ cẩm là sợi dây đay, lanh có sẵn tại địa phương. Sản phẩm thêu thổ cẩm và in hoa văn bằng sáp ong ngoài dùng chủ yếu để may quần áo, may khăn thì còn để may các vật dụng trong gia đình như chăn, điệu, tấm trải gối, trải giường. Chính những hoa văn in và thêu thổ cẩm trên trang phục chính là cách thể hiện sự khéo léo, tỉ mỉ, cẩn trọng của mỗi người phụ nữ. Ngay từ nhỏ, các bà, các mẹ đã truyền dạy cho con cháu mình cách dệt vải, in hoa văn trên trang phục truyền thống. Cứ như vậy, các sản phẩm in hoa văn trên vải bằng sáp ong mang đậm nét đặc trưng của người giao tiền được lưu truyền cho các thế hệ kế tiếp. Cao nguyên Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ mà còn là nơi sinh sống của người Dao Khâu, một cộng đồng dân tộc với văn hóa đặc sắc. Người Dao Khâu tại Sìn Hồ được biết đến với những bộ trang phục truyền thống tinh xảo, nổi bật với màu đen chủ đạo cùng các chi tiết thêu tay cầu kỳ và sắc sảo. Từ lâu đời, người Dao Khâu đã biết trồng cây bông, kéo sợi làm nguyên liệu để thêu dệt nên những sản phẩm thổ cẩm độc đáo, bản sắc của dân tộc mình. Trang phục của người Dao Khâu không sặc sỡ như những nhóm người Dao khác, mà lại giản dị với màu chàm làm chủ đạo. Họa tiết trên quần áo được thêu khá phong phú. Đó có thể là hình ảnh của cây, của hoa lá, chim muông hay những vật dụng thân thuộc trong cuộc sống hàng ngày mà phụ nữ thỏa sức sáng tạo bằng trí tưởng tượng của mình. Đặc biệt, chiếc quần là điểm nhấn của phụ nữ dân tộc Dao Khâu. Chiếc quần được khâu bằng chỉ nhiều màu sắc với các hình thù hoa văn rực rỡ, đường nét tinh xảo. Để làm ra một chiếc quần có khi mất đến một tháng, thậm chí là vài tháng. Với chị em, thời gian nhàn rỗi họ thường quây quần bên nhau để thêu thùa những bộ trang phục đẹp nhất cho bản thân và gia đình. Ngay từ khi còn nhỏ, cô gái Dao Khâu đã được các bà, các mẹ dạy thêu thùa, nhuộm vải. Tất cả các cô gái đều được dạy cách mặc nữ phục đúng cách để giữ gìn truyền thống của dân tộc mình. Bằng cách truyền nghề, chỉ dạy thấu đáo, phụ nữ Dao Khâu luôn có ý thức làm đẹp trang phục của mình. Điểm nhấn trên trang phục phụ nữ Dao Khâu chính là chiếc khăn quấn trên đầu. Khăn được làm từ vải tự dệt, nhuộm chàm đen và có chiều dài khoảng 5 mét. Khi quấn khăn, người phụ nữ phải khéo léo xoay người để tạo ra một hình lục giác khi nhìn từ đằng trước. Khi nhìn từ đằng sau giống như hình tam giác cân,
mà theo người giao khâu thì đó là hình ảnh mô phỏng lại đỉnh núi nơi bà con sinh sống. Dưới chiếc khăn cuốn đầu màu cam ấy, gương mặt của cô gái trông càng thêm xinh đẹp. Học cuốn khăn đầu là bài học đầu tiên. Các cô gái thường phải nhờ mẹ, nhờ bà cuốn sao cho vuông vắn, đẹp mắt, rồi sau đó mới đến học thêu hoa văn, may trang phục. Lúc từ 18 tuổi thì bắt đầu thêu quần. Theo quần sau thì mình học được một tháng mới thuộc thì bây giờ lại học xong thì mình phải dạy con cái về theo về là giữ nguyên quần áo phải để sau cho con cái mặc mới biết là quần áo của người giao. Trong bộ trang phục của người giao khâu, không thể không kể tới bộ trang sức mặc gồm hoa tai, vòng cổ, vòng tay, xà tích. Người giao khâu ưa chuộng đeo các loại trang sức bằng bạc, bởi ngoài việc làm đẹp, họ tin rằng kim loại bạc sẽ trừ tà, tránh được gió. Do nhu cầu sử dụng bạc để trang trí của phụ nữ vẫn còn nhiều, vì vậy, nghề chạm bạc ở Sìn Hồ vẫn khá phổ biến. Anh Trèo A Sử đã làm nghề chạm bạc được 20 năm. Anh Sử học nghề bạc từ bố của mình. Để có những sản phẩm trang sức bạc vừa bền vừa đẹp, thì khâu chọn bạc là yếu tố quyết định đầu tiên. Làm ra một cái sản phẩm đồ trang sức của người giao ấy là mình bắt buộc mình phải chọn bạc thật chuẩn vào, thật đẹp thì mình mới làm được nó đẹp. Chứ còn bạc mà mình không biết chọn ấy thì nó làm về nó cũng không đẹp. Làm sản phẩm ra nó cũng không óng ánh được, không đẹp được. Nói chung là phải đòi hỏi thật chọn bạc thật kỹ. Xem bạc thật chuẩn vào thì mình nấu lên nó bạc mới đẹp được. Để làm được bộ trang sức đẹp, tất cả các công đoạn đều phải làm thủ công. Những thỏi bạc trắng nguyên chất được nung chảy, sau đó người thợ kim hoàn sẽ tỉ mỉ cán thành những miếng bạc mỏng. Trước kia, đó là công đoạn mất rất nhiều thời gian. Còn bây giờ, nhờ có sự hỗ trợ một phần từ máy móc, nên việc cán mỏng bạc cũng đỡ công hơn. Chia sẻ về nghề chạm bạc, anh Sử cho biết, khi còn nhỏ, anh thường phụ giúp bố một số công việc trong các khâu chạm bạc. Dần dần anh say mê với những nét chạm khắc tinh xảo, khéo léo mà bố đã tỉ mẩn tạo nên trên trang sức bằng bạc của dân tộc mình. Theo thời gian, anh học từ bố những công đoạn cơ bản để chế tác ra sản phẩm, rồi tự mày mò, sáng tạo họa tiết, hoa văn theo ý thích. Chạm bạc thì nó mình chạm cái hoa văn của nó này, làm những cái dây xà tích này, dây đeo, cái bộ dây đeo nữa là nó rất chi là tỉ mỉ mà phải chịu khó mới làm được. Nó còn cái bộ cúc áo nữa, cúc áo ở đây xuống kia cũng nó cũng rất chi là tỉ mỉ. Sự thực là phải yêu nghề mới làm được. Để làm ra một bộ trang sức bạc mất rất nhiều thời gian. Với một chiếc vòng cổ của phụ nữ phải làm từ 3 đến 5 ngày hay 5 đến 7 ngày cho một bộ cúc mạc. Vòng tay, hoa tai
nhẫn cũng phải mất từ 1 đến 2 ngày mới xong một bộ. Khó nhất là bộ xà tích với nhiều đường nét hoa văn thì sẽ phải làm từ 7 đến 10 ngày. Một sản phẩm hoàn chỉnh phải trải qua các công đoạn như gò miếng bạc thành hình khối sản phẩm, ghép các chi tiết, tạo ra sản phẩm dạng thô và chạm trổ các chi tiết hoa văn. Tuy mất nhiều thời gian, nhưng nghề chạm bạc cũng giúp gia đình anh Sử cải thiện được thu nhập. Và quan trọng hơn là anh đã giữ được bản sắc của người giao khâu. Nói chung là làm cái này ấy, thì nó cũng... cái lợi nhuận của nó cũng đủ trang trải gia đình. Chủ yếu là giữ lại bản sắc dân tộc. Đối với một người phụ nữ người Dao ấy thì đòi hỏi phải có cái phải đủ bộ của nó mới gọi là đẹp, mới giữ được cái truyền thống của người dân tộc Dao. Cùng với nhóm Dao Khâu, người Dao Đầu Bằng cũng là một trong số những nhóm Dao sinh sống tại tỉnh Lai Châu. Những ngôi nhà trình tường nằm ở độ cao 1.400m so với mực nước biển ở thôn Xì Thâu Trải, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường là nơi ở của người Dao Đầu Bằng. Đến với Xì Thâu Trải, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh người con gái Dao Đầu Bằng mặc trang phục truyền thống với mái tóc để dài, quấn thành búi rồi đội lên đầu chiếc mũ làm bằng kim loại, trông rất đặc sắc. Mũ là phụ kiện độc đáo, làm tôn lên vẻ đẹp của phụ nữ ở đây. Chiếc mũ đã gắn liền với cuộc đời của người phụ nữ Dao Đầu Bằng và nó cũng là biểu tượng của họ. Bà Tần Thị Đánh là một trong số ít thợ làm mũ ở xã Hồ Thầu. Chiếc mũ của người Dao Đầu Bằng gồm có hai phần, thân mũ và đỉnh mũ. Trước kia thân mũ được tết bằng tóc rối, bây giờ người Dao sử dụng sợi cước màu đen đẹp hơn, có độ bền cao hơn so với tóc rối. Phần đỉnh mũ được làm từ nhiều miếng bạc mỏng hoặc nhôm tùy vào điều kiện của từng gia đình. Với phụ nữ khoảng dưới 40 tuổi, họ thường trang trí cho đỉnh mũ bằng chuỗi hạt cườm để tăng thêm phần nổi bật và cũng để làm duyên. Còn với phụ nữ trung tuổi trở lên thì thường không trang trí. Để ghép hai phần của chiếc mũ, người ta sử dụng những chiếc châm bằng bạc để cố định. Với cách này, giúp các bà, các chị có thể dễ dàng tháo rời chiếc mũ ra khi cần làm sạch. Theo quan niệm, người Dao Đầu Bằng quy định con gái trên 18 tuổi thì phải đội mũ truyền thống và đó là quá trình đánh dấu sự trưởng thành của người phụ nữ, có thể đi lấy chồng. Chiếc mũ sẽ gắn liền với người phụ nữ đã có gia đình suốt phần đời còn lại. Cái này thì làm nó khó lắm, không phải dễ đâu. Cái này làm thì nó khó. Làm hơn 1 tháng, 2 tháng mới được một cái mũ. Vâng, không phải dễ đâu. Đây là phụ nữ cái Dao từ 18, 19 tuổi thì có một mình phải có một cái mũ đấy đổi mới lấy được chồng. Trải qua hàng trăm năm sinh sống và phát triển, nhiều thế hệ người Dao đã và đang phát huy bản sắc mà cha ông để lại. Điều đó được minh chứng rõ nét qua việc gìn giữ và bảo tồn trang phục truyền thống. Những bộ trang phục không chỉ phản ánh nét tinh hoa văn hóa mà còn chứa đựng sự khéo léo và tâm huyết. Từ việc chọn lựa chất liệu, thêu dệt hoa văn cho đến cách phối màu, tất cả đều thể hiện sự công phu và tinh tế trong từng đường kim mũi chỉ. Giữa sự hùng vĩ của núi rừng, trang phục người Dao không chỉ là biểu tượng văn hóa mà còn là một kho báu tinh thần vô giá, góp phần gìn giữ tinh hoa người Dao qua nhiều thế hệ.